Năm 1954, Mỹ cho nổ quả bom nhiệt hạch mạnh nhất trong lịch sử ngay tại đảo San Ho Bikini, Thái Bình Dương. Sức công phá gấp 1.000 lần Hiroshima. Cả vùng biển bị xóa sạch, tưởng chừng sự sống đã vĩnh viễn bị thiêu rụi. Nhưng gần 70 năm sau, một nhóm nhà khoa học đã quay lại hiện trường và phát hiện điều không tưởng. Ngay giữa miệng hố bom, những dạng san hô khổng lồ đầy màu sắc đang phát triển mạnh mẽ. Để tìm lời giải, họ giải trình từ bộ gen của những mẫu san hô từ vùng bom nổ rồi so sánh với san hô ở biển thường. Kết quả khiến cả giới khoa học sửng sốt, san hô ở vùng phóng xạ không hề bị đột biến nghiêm trọng, gần như không có dấu hiệu tổn thương gen. Điều này gợi ý rằng san hô có thể sở hữu một cơ chế sinh học đặc biệt giúp chống lại bức xạ, bảo vệ vật liệu di truyền, tránh ung thư và sống thọ đến hàng nghìn năm. Phát hiện này không chỉ làm thay đổi cái nhìn về sức sống của tự nhiên sau thảm họa mà còn mở ra hy vọng mới cho nhân loại. Nếu trong tương lai chúng ta hiểu được cách loài san hô bảo vệ vật chất di truyền của mình khỏi tổn thương, thì kiến thức đó có thể mở ra những ứng dụng kỳ diệu từ việc hỗ trợ điều trị ung thư, giúp bảo vệ phi hành gia trước bức xạ ngoài vũ trụ, cho đến khả năng phục hồi sự sống ở những vùng bị tàn phá bởi chiến tranh hạt nhân.